Những kiểu tráng gương như này có phải đợt này mọi người đi đâu cũng thấy không? Và khách hàng rất là chuộng luôn. Để làm được màu này thì chúng ta chỉ cần một hũ tráng gương thôi. Với cái nền trong suốt thì nó sẽ có màu như vừa Thảo vừa đưa ra ấy. Còn nếu như mọi người làm ở trên một cái nền nước gạo thì chúng ta sẽ có màu như thế này nhá. Đương nhiên là tráng gương thì mình sẽ cần phải sơn màu rồi sơn tốp lên rồi hơ đèn 30 giây rồi mới trà tráng gương mọi người nhá. Đây, đấy là màu nền nước gạo này. Là màu trắng sữa thì nó sẽ ra như thế này nhá. Trắng sữa hoặc trắng tinh nó sẽ ra màu khác như mọi người nha. Hôm trước Thảo có livestream ấy thì có mấy bạn hỏi là tại sao dùng tốp Auvoli mà trà tráng gương nó không có được bắt lắm ấy. Hôm nay mình ngựa mình cũng lấy tốp Auvoli để trà tráng gương này, nhưng mà thật sự là tốp Auvoli kiểu nó bóng quá ấy, mọi người ạ. Nên là mình phải căn giờ ấy. Nếu mà mình căn lệch thì nó cũng không được bóng đâu. Nên là để mà kiểu mọi người thích tráng gương mà không phải căn giờ các thứ quá kỹ thì mọi người dùng cái tốp hoa hồng, tốp Geneva thì nó sẽ bắt tráng gương hơn nhá. Đây Thảo đang dùng tốp Auvoli nên là phải căn giờ và nhiều lúc thì nó cũng không được bắt lắm bởi vì nó rất bóng mọi người nhá. Nên là nếu mà dùng để sơn tốp ấy thì mọi người phải biết cái độ bóng của nó như nào rồi và bóng bền như nào rồi đấy. Đấy, còn quay lại với cả tráng gương đây thì ở màu hồng thạch nhạt thì nó sẽ hiệu ứng như này, hồng thạch đậm thì hiệu ứng như này. Nói chung là rất là xinh, chỉ cần một hũ tráng gương trắng thôi. Rất là nhiều màu, chỉ cần nền nó khác thì màu nó cũng khác nha mọi người. Còn cái hot trend nhất là cái màu trắng sữa xong rồi trà tráng gương lên thì mọi người là khách thích nhất. Còn màu thạch cũng rất là phổ biến luôn, mọi người thích màu nào chơi màu đấy luôn.